Đàn Rottweiler 6 con ngày hôm nay đã tiêm 2 mũi vaccine. Và hôm nay là ngày mà có thể chọn chó và đón chó luôn được. Uống nước một tí rồi cân thử, nhắc lên đi. Nhắc luôn lên cân thử xem là chúng nó bao cân nào. Cân 5. 5 năm thì là được 6 cân. 6 cân, chứ con kia phải được 7 cân rồi. Lên đây. Đó, 6 con ngày hôm nay. Vớ được cái lá chuối đang thì xé. Vừa mới cân ấy thì mấy con đực là được 6 cân rưỡi. 6 cân rưỡi, 7 cân, 6 cân rưỡi. Coi như là lúc đói 6 cân rưỡi, coi như là cái con chó nó được khoảng, con đực nó được khoảng 7 cân. Còn con cái thì được 6 cân. 6 cân tức là con cái coi như là được 6 cân rưỡi. Là đã vào xong 2 mũi vaccine rồi. Còn con còi này thì được 4 cân. 4 cân thì tức là coi như là nó là 4 cân rưỡi. Bởi vì bây giờ là đói, trước giờ ăn. Nhìn chân cẳng, các thứ. Rồi bây giờ sẽ quay từng con. Nhìn cái chân cẳng, cái khung người của chúng nó. Đi lại các thứ. Nó đều chó, đàn này thì nó đều chó. Nào. Chơi chán rồi lại uống nước. Đó. Chân cẳng của chúng nó tất cả là nó đều. Đó. Rồi bây giờ bắt đầu sẽ quay từng con một nhé, bế từng con một. Con đực đầu tiên đây là con tím này, vơ được con nào thì tóm con đấy luôn. Con tím này là con ở cái mức giá cao nhất của cái đàn này. Đấy. Rồi ok. Nhìn cái mảng chân tay, mặt và người, lông đây. Bụng nó đang hóp hóp đây. Là vì nó đang rất là đói. Là cân thử bọn đực này là 6 cân rưỡi. Coi như là 7 cân. Đầu tiên là con tím nhá, đực. Là con đầu, ok. Ra đây chơi với chúng nó đi. Con nào chạy vào đây. Ok. Con cái. Sờ miệng của tí. Ok. Con cái là con dây khóa màu nâu. Phân biệt con chó là phân biệt dựa vào cái màu khóa này thôi. Chứ còn cái màu dây thì nhiều khi là nó nhiều màu. Đây là con cái. Con cái đầu tiên. Là con thứ hai ở trong đàn. Là con nâu. Đây, mọi người có thể nhìn. Con cái này thì cân bây giờ nó rơi vào khoảng tầm 6 cân. Tức là nếu mà ăn vào chắc nó khoảng tầm 6 cân rưỡi. Đó. Người đây. Còn tí nữa mọi người mà quan sát thêm thì mọi người quan sát quay chúng nó đi lại. Bây giờ là để nhìn về cái cơ bản của nó. Cái lông, cái mặt, hai độ của chúng nó. Chẹp chẹp đi. Ê. Ê. Đó. Con cái này thì là ở cái mức giá ở giữa. Tiếp theo con nào quấn chân máy ảnh. Đực. Vừa rồi quay con đực tím, bây giờ là con đực xanh. Con đực. Con thứ ba ở trong đàn là con đực thứ hai. Đây, gọi đi. Để nhìn mặt. Gọi đi để nhìn mặt. Gọi đi. Nào, ê, em ơi. Đây.
nhìn cái bụng của nó này, bụng hóp nha. Đó. Rồi, xem cái răng, xem lại cái răng xem. Răng đều tốt cả. Con đực xanh này cũng là ở cái mức giá cao ở trong đàn. Đó, như vậy là hai kiểm tra hai con đực, con xanh với lại con tím là đều là ở cái mức giá cao ở trong đàn. Con này thì mặt nó đang có một cái vết sứt nhỏ này, cho con nó nuôi nhau, cắn nhau đấy. Đó, chất lông thì vừa phải. Rồi, vừa bừa mà con, tiếp theo là con cái, dây đen. Vừa rồi đầu là con cái dây nâu, răng tốt. Gọi. Ê, ê. Nó đang thì mặt nó đang thì có nước cho nên nó đang bế, có độ bết lông. À, à nhìn này. Ú. Ê. Con thứ tư tức là nó là con cái thứ hai này, là con cái dây cổ đen này. Thì con này là nó cũng ở cái giá của nó cũng ở mức giữa ở trong đà. Đó, người đó, bụng đó. Đó, mặt gọi là sao để cho nó tập trung để gần nhìn người ta nhìn được cái mặt. Được rồi, được rồi. Ê! Con ta dùng gì? Ok, tiếp theo con thứ năm của cái đàn này là con đeo dây màu hồng, con đực. Đây, gọi đi. Ê. Rồi, con này mặt nó đang ướt ướt cho nên là nhìn cái má của nó đang thì gì? Ok. À, đều tốt cả. Con này thì ở cái mức giá ở giữa ở trong đàn. Thôi. Người đây, bụng đây. Ừ. Con thằng còi. Rồi, con cuối cùng, còi, trốn ra ngoài chơi. Cái. Con thứ sáu là con cái, đeo cho nó cái dây đỏ, chóe luôn. Là con này là con cái cũng là con thứ sáu ở trong đàn. Con này thì là nó còi hơn. Là con này là để ở cái mức giá thấp nhất ở trong đàn. Đó, mọi người nhìn cái mặt của nó rất nghịch. Này, người đây, bụng này. Bây giờ là cân vừa cân đấy là cân trước giờ ăn. Là cân đói, mọi người nhìn cái bụng của nó. Đó. Ok. Ba con đực và ba con cái. Ok, ra đây uống nước đây. Uống nước một tí rồi chơi nha. Đó thì mọi người xem thêm cái con chó khi mà quay chúng nó chơi chung. Cái là ba con dây nâu này, con dây đỏ và con dây đen. Đực là ba con, dây hồng, dây tím và dây xanh. Ba con đực thì nhìn chúng nó to hơn một chút. Đó. Đấy, đỏ đấy, dáng khỏe lắm đấy chứ không phải không đâu. Dây đỏ con cái. Nhìn thế này, nhìn cho nó chơi với nhau, nhìn cái nét mặt của chúng nó. Đây con xanh, đực xanh, cắn nhau sứt mặt ra này. Đực hồng. Thích ra rứt bụi chuối cũng được, đứng ở bụi chuối đây mà chơi cũng được. Còn cái nâu nhìn cho nó chơi tự do.
bắt đầu phản. Đực xanh và đực hồng và đực tím, ba con đực tụ vào cùng một chỗ đó. Nhìn mọi người quan sát cái khung gọng của chúng nó là chúng nó đều nhau. À, chân khỏe, nhìn cái chân sau của nó đứng tự nhiên đấy. Đó. Ui sợ, nhẹ nhàng thôi. Cái hồng và cái nâu. Cái hồng và cái nâu và cái đen. Ba con cái nó cũng sát nhau. Đó. Cái nâu và cái đen thì nó to hơn một chút. Còn cái đỏ chứ, quên lại, cứ gọi là hồng. Được hồng, cái đỏ. Cái đỏ này thì nó nhỏ hơn một chút. Chênh nhau coi như chênh nhau 2 cân. 4 cân rưỡi. Đó. Được tím. Đó. Ba con đực xanh, hồng, tím. Đây, đứng vào đây thì quay gần rõ. Đực xanh. Cái đen. Đó thì mọi người xem và mọi người chọn. Quay video này là như là đến xem trực tiếp và thậm chí là xem được rõ hơn. Vì có thể xem đi xem lại được. Quay này là quay hoàn toàn tự nhiên nhé. Giống như mọi người đến xem trực tiếp thôi. Quay cho nó chơi tự do thôi. À, xanh này, nhìn cái khung người của xanh. Đấy. Làm trò ngã. Thôi ra kia chơi với chúng nó đi, lượn lại chỗ anh làm gì. Được tím này. Rồi có cho nó ti được thì cho nó ti, còn nếu mà không thì khả năng là lượn sớm chứ chỗ nó không quay, chỗ nó không để yên cho đâu. Thì ra cho con nó săn, cả đàn nó lùa. Đàn này thì chó nó rất là đều, đều chó. Chất lông tốt, màu mảng tốt. Ok, thôi được rồi, cho vào đi. Coi như là tính trung bình là 6 cân một con thì 6636, thế là B cũng khỏe đấy. Thôi cho vào đi, nhấc.